Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm 2022 và dự thảo nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và văn giới cắm mốc, quản lý biên giới, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023. Nhằm hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh Trà Vinh triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường bằng những mô hình hay, cách làm mới, huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, chiều hôm qua, ngày 27 tháng 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm 2022 và dự thảo nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 nhằm chuẩn bị cho hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì cuộc họp. Theo dự thảo báo cáo năm 2022, Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 27 trên 30 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt. Kinh tế xã hội phục hồi nhanh và phát triển mạnh, tăng trưởng GRDP đạt 3,45%. Tỉnh ủy đã tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là việc triển khai các công trình dự án có tác động đến việc phục hồi phát triển kinh tế xã hội, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kịp thời chỉ đạo triển khai và cụ thể hóa sát với thực tế tình hình các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Trung ương và trong thực hiện có tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chiều quan tâm, trong đó đã chủ động rà soát bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Sắp xếp điều động bổ nhiệm cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều kiện tiêu chuẩn cán bộ đúng quy trình đã góp phần nâng cao chất lượng trong công tác lãnh đạo điều hành. Chất lượng sinh hoạt tổ chức các cơ sở đảng được nâng lên, công tác phát triển đảng được quan tâm, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy được thường xuyên. Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết việc làm, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung chiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Dự thảo nghị quyết năm 2023 đề ra mục tiêu tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, bảo đảm toàn diện, hiệu quả, thiết thực và sát thực tiễn. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong lãnh đạo, điều hành, quản lý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, với 4 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, về kinh tế, về xã hội và về quốc phòng an ninh. Trong đó, phấn đấu có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 1.200 đảng viên, tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Phấn đấu GRDP tăng trưởng 7,5%, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 32.000 tỷ đồng, giữ vững 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện trà cú đạt chuẩn huyện nông thôn mới, có trên 98% xã phường thị trấn vững mạnh về quốc phòng. Đóng góp vào các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết năm 2023, các ý kiến cho rằng các nhiệm vụ giải pháp còn chưa tập trung, chưa rõ nét, nên xem xét lại chỉ tiêu về xã nông thôn mới kiểu mẫu, nên tập trung cho phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, nâng chỉ số PCI, phát triển hạ tầng phục vụ cho du lịch, xây dựng các tiêu chí nâng chất các đô thị. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường đề nghị cần xem xét lại một số ý kiến đánh giá và một vài số liệu của các dự thảo báo cáo vì vẫn chưa rõ ràng. Các giải pháp cơ bản thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá. Năm 2023, toàn tỉnh chỉ nên đặt chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đạt 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu trở lên và tập trung cho xây dựng huyện nông thôn mới Trà Cú. Tập trung nâng chất các sản phẩm OCOP đã đạt sao, quan tâm bảo hộ sản phẩm, chú trọng giải ngân vốn đầu tư. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung hoàn chỉnh cập nhật số liệu mới nhất và chỉnh sửa từ ngữ văn bản theo các ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chỉnh sửa công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Trà Vinh.
Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy hoạch tỉnh Trà Vinh xây dựng đã phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc khóa 13 thông qua. Quy hoạch đã được phân tích xây dựng dựa trên một hệ thống số liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy về hiện trạng, tiềm năng, khả năng phát triển và đảm bảo tính khả thi. Tuy nhiên, cần rà soát chỉnh lý một số nội dung cụ thể trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngay sau khi nhận được báo cáo thẩm định của hội đồng gồm 20 nội dung yêu cầu hoàn thiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch theo ý kiến đóng góp. Đến nay, báo cáo quy hoạch cơ bản đã hoàn thiện. Sáng nay, ngày 28 tháng 12, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Theo báo cáo từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, trong năm 2022, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng mục tiêu được nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, với các kết quả nổi bật như thực hiện có hiệu quả đề án, đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới và nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, việc thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa 13 trong năm cũng có nhiều điểm mới nổi bật như triển khai cuộc thi viết, tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả học tập làm theo Bác năm 2022 và xây dựng triển khai thực hiện mô hình trên làm gương mẫu mực dưới tích cực làm theo. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo trong năm 2022. Đối với năm 2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị ngành tuyên giáo tập trung triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp, đồng thời tiếp tục tham mưu đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành tuyên giáo quan tâm triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và đổi mới phương thức tổ chức học tập nghị quyết của Đảng và sinh hoạt Đảng phù hợp với sự phát triển của công nghệ số hiện nay. Ngoài ra, ngành cũng cần phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và công tác tuyên truyền miệng, chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng, đồng thời đề nghị trong năm 2023, đội ngũ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội 13 của Đảng nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh cũng đề nghị ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong các lĩnh vực báo chí, văn hóa, văn nghệ. Đồng chí Trần Quốc Tuấn yêu cầu ngành tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để việc học tập làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu. Sáng nay, ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, với sự tham gia của các đại biểu ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự tại điểm cầu Trà Vinh có ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội và dự thảo kế hoạch triển khai chỉ thị số 18 nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức về công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Song song đó, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tạo sự chuyển biến căn bản rõ rệt, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan tổ chức đơn vị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong chỉ thị số 18. Đồng thời qua đó tổng kết, rà soát, nghiên cứu và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội để tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng,
quy định của hiến pháp và pháp luật về phát huy vai trò giám sát của nhân dân, về vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và việc tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có thẩm quyền phối hợp tạo điều kiện tham gia vào hoạt động giám sát phản biện xã hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, dự án SME Trà Vinh, tổ chức hội thảo công bố triển khai đề án phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030. Trà Vinh là tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có 4 huyện và 1 thị xã tiếp giáp biển. Vùng biển có khu du lịch biển Ba Động với thắng cảnh đẹp, khu kinh tế biển Định An với diện tích quy hoạch 39.020 ha là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, được xem là điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế biển trong tương lai. Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu, bến cảng tổng hợp Định An là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế biển và trở thành trung tâm giao thương của đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm điện lực Duyên Hải với công suất 4.490 MW và các công trình điện gió, điện mặt trời rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển. Trong đó, kinh tế biển tăng trưởng bình quân 10,5%, giá trị sản xuất các huyện, thị xã ven biển đóng góp khoảng 70% tổng giá trị sản xuất của toàn tỉnh. Giá trị tăng thêm ngành thủy sản bình quân khoảng 3,6% một năm. Thu nhập bình quân đầu người các huyện, thị xã ven biển gấp khoảng 1,1 lần so với thu nhập bình quân chung của tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng đề án phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030, nhằm thu hút đầu tư phát triển về chất lượng doanh nghiệp theo kế hoạch doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát của đề án là tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển tỉnh Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khắc phục tốt tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển, huy động các nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, phát triển khu kinh tế Định An, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Trước mắt tập trung ưu tiên đầu tư phát triển ba nhóm ngành: khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, phát triển du lịch biển, phát triển công nghiệp biển và ven biển để tạo bứt phá và trở thành động lực phát triển cho các ngành kinh tế khác. Ban thường vụ huyện ủy Cầu Kè vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể ban thường vụ huyện ủy và cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh đến dự. Trong năm 2022, mặc dù phải chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh, giá cả thị trường, song tập thể ban thường vụ huyện ủy cũng như các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy Cầu Kè đã đoàn kết thống nhất thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành. Từ đó đã thực hiện đạt và vượt 21 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, tạo sự chuyển biến thống nhất cao trong đảng, sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân. Trên lĩnh vực kinh tế, trong năm tổng giá trị sản xuất tăng 13,64% so với năm 2021, thu ngân sách nhà nước theo dự toán 62 tỷ đồng, vượt gần 50% so với dự toán tỉnh giao. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.968 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng trên người trên năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường giữ vững ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể ban thường vụ huyện ủy và từng cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy Cầu Kè cũng nghiêm túc nhận thấy năm 2022 còn những khuyết điểm hạn chế, đó là việc chỉ đạo nâng chất lượng hoạt động của hợp tác xã kiểu mới còn chậm, đầu tư kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực du lịch chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương, trật tự an toàn xã hội từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp, tệ nạn ma túy tăng. Ban thường vụ huyện ủy Cầu Kè đã nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên thường vụ huyện ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới thiết thực và đạt hiệu quả hơn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn của tập thể và cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy Cầu Kè. Qua đây, đồng chí Trần Quốc Tuấn cũng đề nghị năm 2023, tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy Cầu Kè tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục những mặt còn tồn tại. Từng đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy phải phát huy được vai trò đầu tàu, gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Tập trung cao lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.
Ngày 27 tháng 12, Quận ủy Tiểu Cần kết hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo lần 1 để đóng góp ý kiến vào bản dự thảo lịch sử Đảng bộ và nhân dân quận Tiểu Cần giai đoạn 1975-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng dân quận Tiểu Cần chủ trì hội thảo. Theo bản dự thảo lịch sử Đảng bộ và nhân dân quận Tiểu Cần giai đoạn 1975-2020 do Tổng sưu tầm và biên soạn lịch sử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh trình bày tại hội thảo gồm có phần mở đầu và 4 chương cùng với phần tổng luận và những bài học kinh nghiệm với số lượng trên 150 trang. Trong đó phần mở đầu nêu khái quát về vị trí địa lý tự nhiên, xã hội và truyền thống cách mạng của nhân dân quận Tiểu Cần. Riêng ở phần nội dung, ban biên soạn đã chia ra từng chương ứng với từng giai đoạn cách mạng cụ thể để ghi chép đầy đủ những sự kiện lịch sử, những dấu mốc quan trọng và thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của quận Tiểu Cần từ năm 1975 đến năm 2020. Tại buổi hội thảo, các chị quyền là lãnh đạo quyền quỹ, quỹ ban nhân dân quyện qua các thời kỳ đóng góp về một số nội dung cần làm rõ thêm ở từng giai đoạn như số liệu đạt được trên các lĩnh vực, một số nhân vật lịch sử có tầm ảnh hưởng và đóng góp tích cực trong từng giai đoạn để làm nổi bật hơn. Tác giả cần nghiên cứu tạo nên những điểm nhấn ở từng giai đoạn để làm nổi bật vai trò lãnh chỉ đạo của Đảng bộ và sự phát triển của địa phương qua từng thời kỳ. Phát biểu tại buổi hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Quận ủy đề nghị sau hội thảo này, Tổng sưu tầm biên soạn cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung đối với những vấn đề đã rõ, có sự đồng tình cao. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung những nội dung chưa hoàn chỉnh, còn nhiều ý kiến khác nhau để sớm hoàn chỉnh bản thảo và các điều kiện cần thiết cho hội thảo lần cuối để kịp trình Ban chỉ đạo tỉnh kiểm thu, thẩm định và xin cấp phép xuất bản quyển lịch sử Đảng bộ và nhân dân quận Tiểu Cần giai đoạn 1975-2020 trong quý 1 năm 2023. Ngày 27 tháng 12, Ban Thường vụ Quyện ủy Càng Long tổ chức hội nghị cán bộ hưu trí báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết năm 2023. Đồng chí Quỳnh Thị Hằng Ga, Bí thư Quyện ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Trần Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Quyện ủy báo cáo tóm tắt dự thảo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022. Kết quả đánh giá 29 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, quyện có 29 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng 10,20%. Tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2022 đạt 11.456 tỷ đồng, đạt 100,9% nghị quyết. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.900 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng trên người trên năm. Trong năm 2023, quyện ủy đề ra 29 chỉ tiêu cần thực hiện, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,52%, tổng giá trị sản xuất các ngành 12.890 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 3.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân 70 triệu đồng trên người trên năm, tăng 4,91 triệu đồng so với năm 2022. Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,23%, xây dựng các xã thị trấn vững mạnh về an ninh quốc phòng. Các đồng chí cán bộ hưu trí đã có nhiều ý kiến đóng góp hầu hết trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú ý chỉ đạo quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp, củng cố các tổ kinh tế hợp tác và hợp tác xã, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có kế hoạch quy động từng tiểu vùng để sản xuất và chăn nuôi cho phù hợp. Chú ý nâng cao chất lượng hoạt động của các ấp, xã văn hóa nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động, quy động nguồn ngoại lực đầu tư xã hội. Cần có các chế độ hỗ trợ đầu tư khuyến khích người dân để người dân mạnh dạn mở rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nhằm đem lại hiệu quả cho kinh tế gia đình. Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Quyện ủy, đồng chí Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Quyện ủy Càng Long chân thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí hưu trí và sẽ chỉ đạo triển khai đưa vào nghị quyết thực hiện trong chương trình công tác của năm 2023 và những năm tiếp theo. Bí thư Quyện ủy nhấn mạnh quyết tâm cùng Đảng bộ quyện Càng Long sẽ vận dụng, khai thác tốt các tiềm năng sẵn có, nâng cao vai trò lãnh đạo của từng thành viên trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Quyện ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác tư tưởng của từng cán bộ đảng viên, hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân trước tình hình mới, phấn đấu đạt tất cả các chỉ tiêu mà nghị quyết năm 2023 đã đề ra. Sáng nay, ngày 28 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và triển khai kết quả thực hiện năm 2023. Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh chủ trì hội nghị. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, vượt khó, kết quả thực hiện, thành phố Trà Vinh có 26 trên 26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố đạt 20 tỷ đồng.
tăng 12% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 11 tỷ 320 triệu đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Khu công nghiệp Long Đức đến nay đã thu hút đầu tư được 33 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.234 tỷ đồng, với tổng số lao động gần 13.600 người. Phát triển với 160 doanh nghiệp đạt 106% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 995 tỷ 869 triệu đồng, đạt 179% dự toán. Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, công tác chỉnh trang đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cơ bản được đảm bảo, chất lượng các tiêu chí phường đô thị văn minh và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã Long Đức được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, duy trì kiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, biểu dương các ban ngành, đơn vị thành phố và phường xã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh yêu cầu các ban ngành và phường xã tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của thành phố, tạo động lực mới để phát triển kinh tế xã hội toàn diện vững chắc, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng hoàn thiện và hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nâng cao chất lượng dạy nghề, thực hiện các chính sách mới để thu hút lao động, thực hiện hiệu quả giảm nghèo bền vững, tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo bước chuyển biến mới trong công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền. Sáng nay, ngày 28 tháng 12, Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo công bố số liệu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu công bố tại buổi họp báo, năm 2022, Trà Vinh đạt tổng sản phẩm GDP trên 72.000 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực nông lâm thủy sản đạt gần 22.000 tỷ đồng, chiếm trên 30%, khu vực công nghiệp xây dựng đạt trên 23.600 tỷ đồng, chiếm gần 32,6%. Khu vực dịch vụ đạt gần 22.500 tỷ đồng, chiếm trên 31%. Và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt trên 4.400 tỷ đồng, chiếm trên 6% tổng sản phẩm GDP của tỉnh. Theo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh, trong năm 2022, nền kinh tế của tỉnh có sự chuyển biến theo hướng hiện đại, giảm dần khu vực nông lâm thủy sản. Bên cạnh đó đã tăng dần khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, giá dừa khô không ổn định, luôn xuống thấp đã gây ra nhiều khó khăn cho nông dân trồng dừa. Đặc biệt là trong năm 2022, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi của tỉnh. Tại buổi họp báo, Cục Thống kê tỉnh cũng đánh giá trong tháng 12, khi mà Tết Nguyên đán cận kề, thì một số mặt hàng lương thực thực phẩm phục vụ Tết đều tăng, nhất là giá ga được điều chỉnh tăng là nguyên nhân chính làm cho chỉ số tiêu dùng trong tháng 12 này tăng so với tháng trước. Chiều qua ngày 27 tháng 12, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022. Qua hơn 4 tháng, đánh giá chiều dòng quá trình công tác, nghiên cứu của các nhà giáo, đến ngày 17 tháng 11 năm 2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 5 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư gồm Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Quà, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, ngành Tự động hóa, Phó Giáo sư Lý Thị Thu Lan, ngành Chăn nuôi, Phó Giáo sư Nguyễn Thùy Linh, ngành Chăn nuôi, Phó Giáo sư Lâm Văn Tân, ngành Hóa học và Phó Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Xuân, ngành Nông nghiệp. Đây là niềm tự hào của Trường Đại học Trà Vinh, cũng là sự ghi nhận những nỗ lực đóng góp không ngừng của các nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung. Tại buổi lễ, các tân phó giáo sư được công nhận chức danh năm 2022, xin cam kết với tất cả nhiệt huyết và trí lực của mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, đồng thời nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với vai trò kỳ vọng của lãnh đạo Trường Đại học Trà Vinh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu, các cấp phụ nữ đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh Trà Vinh triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường bằng những mô hình hay, cách làm mới. Việc làm thiết thực này không chỉ huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân mà còn tác động tích cực đến nhận thức của mọi người, mọi nhà, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Là tỉnh nằm ở phía đông nam đồng bằng sông Cửu Long với diện tích tự nhiên hơn 2.300 km2, Trà Vinh hội tụ rõ nét bản sắc văn hóa ba dân tộc anh em Kinh Khmer Qua. Với dân số hơn 1 triệu người cùng tiềm năng kinh tế biển, Trà Vinh đẩy mạnh phát triển công nghiệp thủy sản, giao thông vận tải biển gắn với hậu cần logistics. Tuy có tiềm năng phát triển với những công trình dự án trọng điểm được đầu tư, nhưng với xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu của tỉnh là nông nghiệp, thường xuyên chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai như triều cường, sạt lở, xâm nhập mặn,
đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Chính vì thế, vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề bức thiết được các ngành, các cấp và nhân dân tập trung quan tâm. Để lan tỏa những mô hình hay, cách làm mới trong công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam, tổ chức tuyên truyền sâu rộng giúp hội viên phụ nữ trong tỉnh được nâng cao nhận thức ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, tỉnh hội biên soạn, in ấn, phát hành, hướng dẫn hội viên sử dụng hơn 900 bộ tranh lật minh họa, hơn 48.400 bản kiểm với nội dung cụ thể như biểu hiện của biến đổi khí hậu tại địa phương, hành vi con người gây ra biến đổi khí hậu, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại gia đình và cộng đồng. Tổng kinh phí thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường năm 2022 gần 700 triệu đồng. Thông qua những buổi tuyên truyền với sinh hoạt của tổ hội, thì tôi cũng như các chị em đã thấy rằng là việc bảo vệ môi trường rất là hữu ích và cũng rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Tại vì môi trường ngày càng biến đổi, như là nắng mưa thất thường, rồi nước dâng ngập lụt này kia đó, nó ảnh hưởng sức khỏe, đời sống và kinh tế luôn. Thực tế, sau khi được tập huấn truyền thông về biến đổi khí hậu, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã hiểu thêm về sự thay đổi và nguyên nhân gây ra thiên tai như mực nước biển dâng cao, nắng nóng kéo dài, lượng mưa thay đổi, triều cường hạn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, gây giảm năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, vật nuôi qua màu. Qua đó, hội viên nâng dần ý thức, biến kiến thức thành hành động, hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác trong gia đình và trồng cây xanh quanh nhà, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong chăn nuôi thì mình cũng như mình lắp đặt được cái bình biogas thì mình xài trong hộ gia đình thì mình thấy được cũng như là tiết kiệm được cái số tiền làm hàng tháng mình khỏi phải mua cái bình ga mình xài. Rồi phần nữa là mình cho phân vô hầm thì nó không có bị ô nhiễm môi trường. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, hàng năm hội tập trung tuyên truyền hướng dẫn hội viên phụ nữ đăng ký thi đua thực hiện các nội dung phong trào gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, chỉ đạo mỗi cơ sở đăng ký với cấp ủy chính quyền thực hiện xây dựng từ 1 đến 2 mô hình công trình phần việc cụ thể như xây dựng tuyến đường qua sáng xanh sạch đẹp, mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, thu gom và phân loại rác thải hộ gia đình, ngõ sạch, hàng rào xanh. Đến nay toàn tỉnh có hơn 1.200 câu lạc bộ tổ nhóm góp phần xây dựng nông thôn mới với hơn 40.000 thành viên tham gia. Thì nhờ sự tuyên truyền của các cấp lãnh đạo và chị em hội phụ nữ thì chúng tôi cũng đồng lòng hưởng ứng và chúng tôi thấy cái việc làm mà mình phân loại rác nè, rồi mình không có vứt rác ra môi trường bừa bãi thì mình thấy là cái sẽ tạo được cái cảnh quan và cái tiết kiệm được cái nguồn nguyên liệu, nguồn tài nguyên của môi trường. Cho nên tôi nghĩ thì cái đó là nó rất là tốt, cho nên là chúng tôi đồng lòng hưởng ứng và chúng tôi rất là hoan nghênh. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta khi luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 chính thức có hiệu lực. Đây cũng là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường. Chính vì vậy, việc thực hiện nhiều mô hình cách làm bảo vệ môi trường trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng là một hành động vô cùng cần thiết và cần được đẩy mạnh trong thời gian tới. Qua cái 5 năm thực hiện học phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ về biến đổi khí hậu giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh và Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam thì cũng đã tạo điều kiện góp phần cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp rất là tích cực vào việc hoàn thành các cái chỉ tiêu chung của tỉnh Trà Vinh. Trong cái giai đoạn này thì dự án cũng đã tài trợ cho nội dung họp phần với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Thì với những cái kết quả đạt được thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa bằng những cái hành động của hội viên phụ nữ và của cộng đồng dân cư. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội và duy trì công tác tuyên truyền để mà hội viên phụ nữ tiếp tục có nhiều cái phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp cho chị em có cái cuộc sống an toàn trước thiên tai. Đặc biệt là các cái mô hình giải pháp được các chị em ứng dụng thì hội sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng. Với sự phong phú về hình thức lẫn nội dung trong công tác tuyên truyền, đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, có thể thấy rằng công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu ở tỉnh Trà Vinh ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó góp phần thiết thực giải quyết vấn đề môi trường, giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước, điện, năng lượng, chung tay thực hiện mục tiêu đưa Trà Vinh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài truyền Trà Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, 29 tháng 12 năm 2022, mây thay đổi, sáng sớm hơi se lạnh và có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Chàm Trà Chinh 155 cm, thấp hơn ngày hôm nay 7 cm, trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 154 cm, thấp hơn ngày hôm nay 10 cm, đồng bằng cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 9 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.7 phần ngàn, đồng bằng cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 4 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.6 phần ngàn, tại Cầu Quan nhỏ hơn 1 phần ngàn, đồng bằng cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Bỉ 4 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.5 phần ngàn, Trà Chinh nhỏ hơn 1 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, biển bình thường.